đang làm công trình ở tại sông đây, và buổi chiều nghỉ nên anh em tổ chức đi bắt cá một cách ngẫu nhiên. Đây là kết quả của quá trình đi bắt. Con này không tới 1 ký hả? Vị trí mình trải nghiệm như trên bản đồ, đối diện với bãi câu chuồng dê, hồ sông Ray thì nó vị trí như trên bản đồ đây. Đây là một hồ thủy lợi trữ nước để cung cấp nước cho một cái vùng Vũng Tàu và Đồng Nai. Cái đoạn mà mình xuống đây thì nó đang xây dựng một cái khu du lịch. Đoạn cuối tôi sẽ có một cái cảnh mà đường xá người ta hoặc là các cây cối người ta đã trồng sẵn rồi, cây dừa. Đây là đường đi tới chỗ trải nghiệm trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở đây họ trồng rất nhiều tiêu. Đây là đi qua các dãy tiêu của những người dân. Chúng ta bắt đầu xuống hồ. Đây là cái hồ không phải hồ tự nhiên mà là quá trình mình ngăn đập rồi mình trữ nước, cho nên trước đây ở chỗ những khu vực này là rừng cạn, sau đó bị ngập nước và cây rừng bị chết thay vào bằng cái cây nước. Tí nữa thôi sẽ quay có một số đoạn là dấu vết của các gốc cây trước đây mọc ở trên cạn vẫn còn. Đây là nhân vật phụ của buổi đi bắt cá này và là nhân vật chính của clip trải nghiệm. Đây là nhân vật chính của buổi trải nghiệm. Anh là người đồng bào Chăm. Đang thả lưới để bắt cá. Cảnh này được quay từ góc nhìn sát mặt nước của máy quay phim. Quay thì nó gớt cái thò xuống nước. Giá trị hồi đấy mới giá trị á. Và cái đoạn phim đấy là giá trị bằng điện thoại. Trong lúc thả lưới xong chờ cá thì tranh thủ mò ốc và chai. Sau một thời gian bỏ lưới thì bây giờ ta đi rửa lưới để bắt cá. Thank you.
đoạn này ta quay toàn cảnh tầm nhìn tại điểm chúng ta trải nghiệm. Tiếp cận Google Maps ở đầu ấy, thì đoạn này trên thực ra một đoạn nhỏ hẹp chứ không phải là đoạn lớn. Tuy nhỏ hẹp vậy nhưng mà ta nhìn thấy rất bao la và rộng lớn. Ghé thăm nhóm người đang câu cá ở tại gần điểm ta đang trải nghiệm. Đây là cái dấu vết cây rừng mọc trên cạn khi cái hồ này chưa ngăn nước. Đây là một gốc cây mọc trên cạn khác khi hồ này chưa ngăn nước. Cá nhỏ dính lưới nhiều quá nên đưa lưới lên bờ để gỡ cá. Làm kinh nó tốn tiền không? Không, mình lúc này là mình không tốn tiền, nhưng mà cái sau này nếu mà mình khách người coi đông ấy là mình được tiền quảng cáo. Khó, chúng tôi lại khó lắm. Đây mình làm đam mê, giống như mình làm đam mê rồi có tiền có được, từ từ được có. Chứ còn thì mình cứ mục đích kêu kiếm tiền cũng khó lắm. Nhân vật phụ của clip bơi để thể hiện khả năng bơi lội trước khi kết thúc clip. Coi như là chào tạm biệt từ clip này và hẹn gặp lại trong clip sau. Rồi đang trên đường trở về sau một chuyến trải nghiệm xem bắt cá và hải sản. Thì đây á, là trên các bạn để ý là các đây nó đang chuẩn bị hình thành khu du lịch nên trồng sẵn cây dừa và một đường đã làm vào gần tới nơi.
con đường nhựa này là nằm trong dự án chuẩn bị mở khu du lịch. Xin mấy trái điều ơi, xin cái mấy trái điều về nấu chua ăn. Đây là kết quả của chuyến đi câu sau 2 tiếng đồng hồ. Thì cái kết quả này là đặc biệt là có được 2 cá rô phi rất to. Cá này là một con có trọng lượng cả kg. Do đánh lưới nên có xảy được mất 2 con nữa. Cũng to tương tự như vậy. Do nó vào lưới rồi nó gỡ ra rồi nó mạnh quá mình giữ không được. Clip trải nghiệm tới đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong clip sau. Các bạn hãy đăng ký bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo clip mới. Thích video, bình luận, chia sẻ và xem hết video. Hãy tương tác để kênh phát triển nhé. Kênh M Hùng 1. Kênh có nội dung khám phá, trải nghiệm và các vấn đề mới. Mỗi khi bạn căng thẳng, mệt mỏi hoặc rảnh rỗi, bạn hãy tìm chính xác từ M Hùng 01.